Cách nói chuyện của người thông minh. Một, đừng bao giờ nói. Tôi đến muộn, hãy nói, cảm ơn vì đã đợi tôi. Hai, đừng bao giờ nói. Tôi sai rồi, hãy nói, cảm ơn vì đã hiểu cho tôi. Ba, đừng nên nói. Tôi không rảnh, hãy nói, tôi đang bận. Bốn, đừng nói, anh đi làm đi, hãy nói, em sẽ đợi anh về. Năm, đừng bao giờ nói, nó quá đắt, hãy nói, sau này tôi sẽ mua nó. Sáu, Đừng nói không thể cho vay, hãy nói tôi thực sự cũng đang khó khăn. 7, đừng bao giờ nói tôi không biết làm, hãy nói tôi có thể học cách làm để giao tiếp khôn ngoan hơn. Đây là cuốn sách bạn nên đọc.